cảm ơn khán thính giả giữ màn hình để xem tiếp phần 2 của bình luận thời sự VCOW TV. Trong phần này mình bình luận về cái cuốn Bạch Thư của Trung Quốc mới phát hành hôm 14 tháng 7 vừa qua. Theo cái hãng tin Reuters đưa ra thì là Trung Quốc phát hành một cách rộng rãi, công bố cái Bạch Thư Quốc phòng. Bạch Thư này là Bạch Thư Quốc phòng 2019. Với cái tựa đề là quân đội quốc quân sự, tức là lực lượng quân sự trong kỷ nguyên mới. Đây là một cái kỷ nguyên đặc biệt. Chúng ta thấy là nó cũng nằm trong cái chủ đề là kỷ niệm 70 năm độc lập của Trung Quốc. Trung Quốc muốn đưa một cái thông tin này ra. Thì mình xem thấy rằng là cái tín hiệu này Trung Quốc muốn cái gì? Trung Quốc thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, tức là từ năm 49 cho tới bây giờ trong 70 năm, cái nền quốc phòng của Trung Quốc chỉ là bảo vệ, nghĩa là đề phòng từ xa, tức là giữ gìn cái bờ biển, không có khả năng đưa cái lực lượng đi xa. Thì trong giai đoạn 2 thì từ năm 70 trở về sau tới 100 năm, Trung Quốc chuẩn bị 100 năm thì đưa cái lực lượng quốc phòng ra xa hơn, có thể can dự vào những cái chuyện khác. Đó là cái chủ đề mà họ tính như vậy. Dĩ nhiên là trong cái kỷ nguyên mới này thì họ không còn có tính cách bảo vệ nữa, mà đưa ra nghĩa là có thể tấn công, có thể xâm lược, có thể đi xa hơn như cái lực lượng quân sự chuyên môn của Mỹ. Hiện giờ tới năm 2019 này, cuốn Bạch Thư ra thì quân đội của họ vẫn còn mang cái màu sắc quân đội nhân dân, tức là quân đội giải phóng đất nước, chứ không phải cái quân đội như là có thể đưa đi xa như Nhật Bản được, như Đại Hàn hay là như Hoa Kỳ được, hay là như nước Anh, nước Pháp, tất cả là đưa đi ra xa. Do đó họ chuẩn bị như vậy. Thì trong cái Bạch Thư này đó, chỉ mở đầu ra họ nói những cái điều mà nó mâu thuẫn. Họ nói là quân đội Trung Quốc là luôn luôn là tôn trọng cái tự do hòa bình, không có muốn mở rộng gây chiến với ai. Trong lúc họ đang mở mồm nói cái đó thì tàu ở Tư Chính họ đưa tàu tới, rõ ràng như vậy, đâu có phải là mình nói đâu. Và rõ ràng là họ đã bồi lấp đảo, thì bây giờ họ nói rằng chúng tôi hòa bình. Như vậy cái đó là cái gì? Thì do đó chúng ta thấy là cái miệng họ nói mà cái lỗ tai họ không có nghe những cái chuyện như vậy, thì không có thể làm cho ai nghe tin được. Và đây là một cái lố bịch mà họ vẫn làm, nhưng mà theo cái lối của họ giống như Đức Quốc xã hồi xưa, nói hoài triết rồi nó cũng quen, mà những người đó họ nghe không quen. Những cái nước Đông Nam Á họ nghe Trung Quốc nói chuyện riết, họ không thấy cái gì lạ cả. Dĩ nhiên là họ nói như thế. Rồi cuối cùng trong cái phần của họ thì họ nói, khi cái bản đưa ra thì cái phần đầu họ nói về đánh giá tình hình trên thế giới. Trong cái tình hình trên thế giới thì họ nói là chính đế quốc nước Mỹ là một cái nước tạo ra xáo trộn về an ninh, về vấn đề thế giới, làm đảo lộn về cái trật tự. Thì có đúng, tại vì khi ông Donald Trump lên, ông Trump làm lại, tức là từ đầu, tức là xoay cái tình hình nó khác đi, không còn cái chuyện mà vấn đề chiến tranh lạnh nữa, mà chúng tôi nước Mỹ trên hết thì là xáo trộn rồi. Nhưng mà cái chữ đó Trung Quốc nói với cái chữ xấu, chứ không phải nói chữ như ông Trump không nói đâu. Ông Donald Trump cũng nói. Cái thứ hai nữa là ông nói nhiệm vụ của quân đội nhân dân của họ là bắt đầu kỷ nguyên mới. Họ không nói cái chuyện tấn công, nhưng mà ta hiểu là như vậy. Thành ra chúng ta thấy là cuối cùng đó thì trong cái phần kết của họ, họ vẫn kết án Hoa Kỳ. Kết án Hoa Kỳ. Và đặc biệt trong một cái Bạch Thư Quốc phòng, nó nói chung về chính sách quốc phòng kỷ nguyên mới, nhưng mà họ dùng rất nhiều lời lẽ để họ ám chỉ Đài Loan. Cho nên mình mới đặt vấn đề Đài Loan là trong cái thế tam giác là vậy. Họ đặt vấn đề Đài Loan và họ nói rằng là Hoa Kỳ có ý là thúc đẩy Đài Loan tiến tới cái chỗ là tuyên bố độc lập. Thì cái là họ dự đoán, bởi vì mình cũng thấy là ông Donald Trump trong cái toan tính tam giác ba cái quan hệ đó thì ông cũng thúc đẩy làm cho Đài Loan tuyên bố độc lập. Chứ mặc dù là không tuyên bố độc lập như bình thường, nhưng mà cũng làm với cái dạng nào đó để không còn quan hệ với Trung Quốc nữa. Bây giờ cái passport của Đài Loan mà hiện giờ cái nước Mỹ đang ở bên cái diện mà gọi là Hoa Kỳ ở đó, chúng tôi mới nói hồi nãy đó,
thì những người đó họ cấp cái passport cho Đài Loan đi qua Mỹ, họ nói là nước là Trung Hoa Dân Quốc mở ngoặc ra Đài Loan. Thì như vậy thì đối với Đài Trung Quốc họ không có chấp nhận cái chữ Trung Hoa Dân Quốc, họ phải biểu bỏ đi. Nhưng Hoa Kỳ nói là Trung Hoa Dân Quốc và bên cạnh mở ra Đài Loan. Và cái passport đó là có quyền lực chứ không phải passport mà đi sắp hàng năn nỉ người ta. Do đó chúng ta thấy cái bạch thư này đó chỉ nhằm vào vấn đề Trung Quốc, nhằm vào Hoa Kỳ là chính. Và cái phần đầu là nói những cái lời lẽ qua Mỹ đó là nhằm trấn an các cái nước Đông Nam Á, nói rằng chúng tôi là hòa bình. Thành ra hai cái hoàn toàn là khác nhau. Do đó đây là một cái bạch thư hoàn toàn không có thể thuyết phục người ta và không có thể làm cho ai tin được. Chưa thấy Trung nước Mỹ lên tiếng phê bình về cái bài thư này, thưa anh Nguyễn Huy. Vâng. Chúng ta thường nghĩ rằng là thấy cuốn bạch thư đó hay là sách trắng thì đó là một cái điều hết sức là quan trọng đối với là mỗi một khi mà một chính quyền mà đưa ra một cuốn bạch thư như vậy. Tức là đó là cái quan điểm chính thức của chính quyền đó, hoặc là những cái chủ trương và những cái thái độ của cái chính quyền đó trước một cái vấn đề gì đang có quan thiết với lại cái quốc gia đó. Thành thử ra cái cuốn bạch thư, lời lẽ trong cuốn bạch thư thường thường phải là chính xác và đứng đắn, không phải là một cái sự khoa trương. Mà ở đây là cái vấn đề này thì người ta đọc đến thì ai cũng thấy được cười, là Trung Quốc nói rằng là từ xưa đến nay Trung Quốc chưa bao giờ mở một cuộc chiến tranh nào. Thì thưa quý khán giả, đối với lại Việt Nam á, thì Việt Nam nhìn thấy ngay cái cuộc chiến tranh ở biên giới với lại Trung Quốc mở ra đó, thì ai mở ra, không lẽ ông Việt Cộng mở ra? Thành ra đó là một cái điểm mà chúng ta thấy rằng là cho nên những cái lời lẽ sau đó mà ông nói gì thì ông nói, thành ra không ai muốn tin nữa, thưa giáo sư. Bây giờ chúng ta qua sang một cái điểm khác là về vấn đề Đài Loan. Thì vừa rồi thì Mỹ lại điều một lần nữa điều tàu chiến đi qua cái eo biển Đài Loan này. Thì sau nhiều lần mà đi qua, mà mỗi lần đi qua như vậy là ông Bắc Kinh lại lồng lộn lên phản đối nọ, phản đối kia. Nhưng mà vẫn không có dám có một cái hành vi nào cả. Ở đây cái chiến hạm của Hoa Kỳ đó là Amphitam, là ông chỉ huy trưởng của cái chiến hạm này có nói rằng là chúng tôi thực hiện cái quyền tự do trên biển và cái kế hoạch Thái Bình, Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thì đây là cái kế hoạch mà quốc tế, không phải là một cái sự khiêu khích gì cả. Và tất cả những cái thương thuyền, những cái chiến thuyền của chúng tôi tiếp tục cũng vẫn sẽ đi qua cái con đường này. Đó là con cái thông lộ quốc tế, không phải là của Trung Quốc. Và chúng tôi xác định như vậy. Thì cái việc mà tàu chiến của Hoa Kỳ lại đi qua một lần nữa đó, thì người ta thấy rằng là đây là cái sự việc diễn ra vừa mới sau một tuần lễ mà Hoa Kỳ đã bán cho Đài Loan một cái lô vũ khí tới 2.2 tỷ, như giáo sư Chi vừa rồi có nhắc tới, trong đó gồm có những cái loại xe tăng tối tân và đồng thời là bán cả các loại tên lửa phòng không mà cầm tay nữa. Tức là có vẻ là như là cái chiến cụ mà để mà áp dụng cho những cuộc chiến nó không có lan rộng. Thì thưa quý khán giả, đây á, thì người ta cũng có một cái nhận xét rằng là Mỹ thường thường bán vũ khí cho Đài Loan. Tuy vậy, đối với Tổng thống Donald Trump, tuy vậy vẫn chưa có những cái chương trình bán những cái vũ khí hiện đại của Mỹ. Bởi vì dầu sao thì vuốt mặt cũng còn phải nể mũi tí, cũng còn là nể anh Bắc Kinh một chút. Vì thế cho nên người ta thấy rằng là đây có phải làm cái sự cố tình gây kích động đối với lại Trung Quốc hay là không? Thì thật sự ra Tổng thống Donald Trump biết rõ rằng là dù có kích động hay là không kích động thì cái ông Trung Quốc đã cho ông ăn kẹo, ông cũng không dám mở một cái cuộc chiến đối với Hoa Kỳ tại Biển Đông hiện tại trong cái lúc này. Là bởi vì rằng là đứt dây ở Biển Đông thì nó sẽ động rừng đến nhiều chỗ lắm. Cuộc chiến thương mại, vấn đề giải quyết với Đài Loan, rồi vấn đề giải quyết với lại Bắc Triều Tiên, vân vân, rồi cái vấn đề ở Biển Đông. Và khi đó thì nhất là ở nay cái vấn đề Biển Đông không còn là cái vấn đề của
Hoa Kỳ chủ trương nữa, mà bây giờ nó trở thành một cái vấn đề quốc tế, thì chúng ta thấy rằng là tất cả các nước bây giờ đều lưu tâm đến Biển Đông. Và những cái cuộc mà tuần tra đó thì bây giờ có thêm Pháp, rồi thì có thêm Anh Quốc, rồi có thêm Úc, Tân Tây Lan, vân vân, nó quốc tế hóa cái vấn đề đó rồi. Thành thử ra nếu mà ông Trung Quốc bây giờ mở ra là ông chỉ có một mình ông đương chọi với tất cả các nước ở trên thế giới như vậy, thì liệu là chính nghĩa ở về bên phía nào thì chúng ta cũng biết rõ rằng. Vì thế cho nên là người ta thấy rằng là dù Hoa Kỳ bây giờ có tiếp tục cho tất cả những cái tàu chiến mà đi qua eo biển Đài Loan nữa thì cũng chỉ vẫn chỉ nhận được những cái lời phản đối của Bắc Kinh mà thôi, và không có một cái sự gây chiến nào hết, thưa giáo sư. Chúng ta thấy rõ là trước đây đó, mỗi lần Hoa Kỳ mà đưa tàu tới thì nó nằm trong cái chính sách ở Hoa Đông thôi, nghĩa là tạo ra một cái vùng Hoa Đông mà nó trong đó có Đài Loan, có Hàn, có Nam Hàn, có Nhật Bản. Bây giờ Hoa Kỳ đã đưa cái Đài Loan nó vào chung với một cái chiến lược toàn cầu gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương mở rộng. Ấn Độ Thái Bình Dương thì nó đâu có cái phần ở trên đó. Bây giờ họ mở rộng, họ đẩy lên, do đó quốc tế hóa cái vấn đề eo biển Đài Loan. Và quốc tế hóa cái vấn đề Đài Loan, ngày mai nếu có xảy ra những cái chuyện gì đó mà Trung Quốc xua quân qua chiếm Đài Loan như là họ đã dọa, thì vấn đề không phải là chỉ Đài Loan, không phải chỉ có Hoa Kỳ, mà là cả cái quốc tế họ nhảy vào. Do đó Trung Quốc rất sợ, Trung Quốc luôn luôn là muốn giải quyết tay đôi, không muốn giải quyết cái vấn đề là quốc tế hóa. Biển Đông cũng vậy, cái bãi tuyến chính bây giờ cũng vậy, nghĩa là luôn luôn Trung Quốc giải quyết tay đôi. Cho nên lần mới đây chúng ta thấy là bà Phát Công Viên, bà Hằng của Hà Nội mới đẩy vấn đề nó ra hơn xa, trước đây không dám, bây giờ đẩy xa hơn, kêu gọi các cái nước có quyền lợi chung phải nhảy vào. Như vậy thì là biến nó thành ra vấn đề quốc tế, mở rộng ra quốc tế mà Hoa Kỳ là sẽ nhảy vô. Chứ xưa nay Trung Quốc cứ nói là cái chuyện này Hoa Kỳ đừng có xía vào Hồng Kông, bây giờ đừng có xía vào Biển Đông. Thì bây giờ đây là một vấn đề rất là hay trong cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương mở rộng. Trung Quốc không có cách nào mà phải phá cái thế này được. Hoa Kỳ không phải mỗi lần buôn bán từ chuyến hàng cho nước Đài Loan, mà nó thành ra một cái thông lệ, anh là khách hàng của tôi bán chừng nào tôi bán. Thành ra cái này, đây là một cái bước tiến mà Trung Quốc đã nhìn thấy, nói rằng là Hoa Kỳ muốn thúc đẩy Đài Loan biến thành một cái độc lập. Thì cái điều ông Trung Quốc nói chúng ta nghĩ lại cũng có phần nào chính xác, thưa anh Viên Huy. Cảm ơn khán giả, chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo.